Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng đến với chuyên mục Hôm nay có gì hot. Tiếp tục sẽ là những thông tin không thể bỏ qua trong ngày đầu tiên của tháng 10. Đầu tiên thì sẽ là cảnh báo đừng restore iPhone quốc tế vào lúc này, bởi vì máy của bạn có thể biến trở thành máy lốc. Nhiều người dùng iPhone trên toàn thế giới đang phàn nàn rằng là chiếc iPhone bản quốc tế đường hoàng của họ đã bị khóa mạng ngay sau khi hard reset máy. Ở Việt Nam thì đã có một vài trường hợp được ghi nhận. Nhiều người cho rằng đây là lỗi xảy ra từ server của hãng, hoặc có thể là do các nhà mạng muốn thắt chặt tình trạng sử dụng máy sách tay unlock hay là máy khóa mạng. Tại Việt Nam thì các loại hình iPhone phân phối chính hãng bởi FPT hoặc là sách tay với mã là ZP, ZA nhập khẩu từ Singapore hay là Hồng Kông sẽ không bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, Sephone S khuyến cáo người dùng tất cả các đời iPhone vẫn nên cực kỳ cẩn trọng và không thực hiện thao tác hard reset đối với bất kỳ trường hợp nào để tránh lỗi xảy ra và chờ đợi những phản hồi chính thức từ phía Apple. Nếu bây giờ S Channel mở hộp iPhone 7 dưới bể bơi thì các bạn có ủng hộ hay không? Mà thôi, trò đấy xưa rồi, bởi vì iPhone 7 là phải mang ra ngoài vũ trụ. Giám đốc sản phẩm của T-Mobile, ông Des Smith đã nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo, đó là khui hộp iPhone 7 trong môi trường không trọng lực, giống như là đang ở ngoài vũ trụ vậy. Khi chúng ta mở hộp sẽ xếp từng phụ kiện trong đó lên bàn gọn gàng. Còn trong video mà bạn đang xem ở trên thì với môi trường không trọng lực, mọi thứ diễn ra vô cùng đơn giản. Chỉ cần mở nắp hộp là ngay lập tức mọi thứ bên trong đều bay hết ra, bao gồm có máy này, tai nghe này, cáp hay là sạc. Tất nhiên là bạn sẽ phải bay theo nó để nhặt lại từng thứ một. Trông rất là buồn cười phải không nào? 0961 888 888, số điện thoại này đang được đấu giá với giá khởi điểm là 1,5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia đấu giá nó ngay bây giờ để góp phần mang lại sự sống cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước. Thì Viettel đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nhân trên toàn quốc cùng tham gia đấu giá sim số đẹp này. Mỗi năm ở Việt Nam phát hiện thêm đến hàng chục nghìn trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh và chủ yếu xảy ra đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Với chi phí trung bình cho một ca phẫu thuật là đến 40 triệu đồng thì bệnh tim luôn được xem là một bệnh nhà giàu, nhưng nó lại đeo bám những gia đình khó khăn. Và thông tin cuối cùng đó là Samsung bất ngờ thông báo sẽ thu mua lại iPhone. Chẳng lẽ mua về tiêu hủy? Đùa thôi, Samsung đang khởi động chương trình lên đời Galaxy S7 và S7 Edge. Theo đó, nếu như bạn đang sở hữu những sản phẩm Samsung cũ hoặc là iPhone cũ, có thể tới ngay cửa hàng Sephone S để bán lại điện thoại cho Samsung với mức giá ưu đãi cao nhất là các máy Galaxy S4, S5 và sau đó bù thêm tiền để mua những chiếc S7 hay là S7 Edge. Tổng ưu đãi của Samsung và Sephone S thì lên tới 5 triệu đồng. Để biết Samsung sẽ mua lại máy với bạn bao nhiêu thì hãy xem ở link bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.